Hello các bác. Ok, để tài trợ cho cái sự buồn mồm của ngày hôm nay thì tôi có cái thải con cá ngựa này đây các bác. Thôi, tôi vào công đoạn giới thiệu đồ luôn nhá. Hôm nay ở đây tôi có bột mì. Bột này không phải để làm bánh đâu nha các bác. Mặc dù nó để làm bánh nhưng mà tôi không dùng để làm bánh đâu. Tiếp đến là tôi có keo sữa nè. Rồi muối. Muối này không phải để làm bánh nốt đâu nha. Rồi có cái khay để màu. Cúng quầy là tôi có cái hộp phấn rôm này đây. Phấn này lần trước tôi dùng hết rồi nên là phải mua cái mới. À, cuối cùng của cuối cùng nữa đó chính là bát giấm này. Ý, tôi ghét mùi giấm. Phải để vào một góc rồi để kín vào trong phòng toàn mùi khăm khẳm mới thôi. Ok, đủ đồ rồi đấy. Bây giờ tôi vào công chuyện nha. Thì tôi cũng chưa giới thiệu hôm nay tôi sẽ làm gì đúng không? Hôm nay tôi sẽ tự làm màu để tô đâu các bác. Tôi có nhặt nhạnh được hai công thức làm màu ở trên mạng. Với công thức đầu tiên thì tôi sẽ cho bột phấn rôm vào cái bát này trước nha. Tỷ lệ thì tôi sẽ áng là hai thìa bột phấn rôm thì sẽ có một thìa keo sữa đi. Sau khi cho bột phấn rôm và keo sữa vào rồi thì tôi sẽ cho thêm một chút nước rồi ngoáy đều lên, ngoáy để nó thành một cái hỗn hợp sệt sệt đấy các bác. Các bác cứ cho nước làm sao mà để lúc ngoáy lên nó không bị loãng quá và cũng không bị đặc quá, cứ giống như chất của màu acrylic là được ý. Mặc dù tôi không thấy cái sự vón của bột phấn rôm nhưng mà tôi cứ ngoáy lâu lâu một tí cho nó chắc cốt nhá. Thành quả tôi có là một cái chất đặc sệt sệt như thế này này các bác, như là bột sắn nấu ấy, mùi cũng rất là thơm nha, tại vì nó toàn mùi phấn rôm em bé mà. Rồi bước tiếp theo thì tôi sẽ đổ cái hỗn hợp đấy vào cái khay màu này nha, để tí pha màu đó. Tôi xem trên mạng ấy thì để tạo màu cho cái hỗn hợp này thì có nhiều cách lắm, mà các bác cứ thấy trong nhà có cái màu gì thì các bác nhỏ vào, hoặc các bác có thể dùng mấy cái bột màu thực phẩm ấy, hoặc mấy cái bột có màu giống như kiểu bột nghệ, bột ớt ấy. Ở đây tôi đang định thử cái cách mà hồi bé tôi hay nghịch với các bác, đấy là tôi lấy cái lõi của bút dạ ra để tôi nhúng vào xem nó có ra màu đấy không nhá. Nhưng mà cái bút dạ này nó lạ lắm các bác ơi, ngày xưa bút dạ tôi rút phát ra được cả lõi luôn, nhưng mà bút này tôi loay hoay mãi mới rút ra được cái đầu của nó thôi, còn cái lõi thì nó bị cố định ở bên trong rồi không biết cách nào lấy ra được cơ. Cuối cùng là tôi đành phải lấy một cái que rồi chọc chọc vào lõi rồi lấy màu từ cái que đấy rồi nhúng vào cái hỗn hợp kia xem nó có được cái màu xanh không. Cũng không ăn thua lắm các bác ạ. Cứ chọc chọc ngoáy ngoáy rồi nhúng nhúng thế này không biết bao giờ mới ra được cái màu xanh đây. Thôi được rồi, không lấy được lõi bút dạ thì tôi sẽ thử với cái lõi bút bi nhá. Tôi sẽ thử cắt đôi một cái lõi ra rồi lấy màu của nó nhá. Trời ơi, đoạn này cắt không cẩn thận nó tung tóe màu ra thì đúng là ôi rồi. Rồi, sau khi cắt đôi nó thì tôi sẽ thổi một bên đầu để đẩy cái mực kia ra. Nhớ là thổi ra chứ đừng có mút lên các bác nhá. Mút lên là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Cách này có vẻ khả thi đấy các bác. Tôi thấy màu xanh nó đậm đặc hơn. Đấy, các bác có thể lấy bất cứ thứ gì có thể tạo màu trong nhà để mà nhỏ vào cái hỗn hợp này để cho nó ra màu mà các bác muốn. Nhưng mà vì tôi lười quá nên là tôi lấy luôn cái màu lần trước tôi làm thủy ấn để tôi pha màu luôn. Sau khi pha xong bốn cái màu này tôi thấy cũng ra gì phết. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang công thức pha màu thứ hai. Ở cái công thức này thì đầu tiên tôi sẽ cho bột ra bát trước này. Sau khi cho bột ra bát rồi thì tôi sẽ cho muối, tỷ lệ sẽ là hai thìa bột với cả một thìa muối. Có bột với có muối rồi thì tiếp đến tôi sẽ đổ nước vào để mà khuấy đều hai cái bột với cả cái muối này vào với nhau, cho bớt muối lại rồi khuấy đều cho lên chảo rán, thế là có bánh bột ăn rồi đấy các bác. Thèm ghê, thèm ghê. Cái bột này nó không giống bột phấn rôm kia các bác ạ, phải ngoáy lâu một tí không rồi nó sẽ bị bón cục ấy. Sau khi thấy cái bột nó cũng hơi sánh sánh mịn mịn rồi thì tôi sẽ cho khoảng nửa thìa giấm vào nha. Ôi mùi nó khắm ghê. Nhưng mà vì cái hỗn hợp bột này, cái mùi bột nó cũng át mùi giấm này nó cũng đỡ ấy. Kiểm tra một hồi thì thấy cái bột này nó cũng mịn rồi, nó không còn bón cục nữa thì tôi sẽ đổ vào khay rồi lên màu cho em nó. Nãy là tôi có đỏ vàng xanh da trời với cả xanh lá cây rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ pha màu tím, màu nâu. Nhỏ một giọt màu xanh lá cây, một giọt màu xanh nước biển vào rồi khuấy đều lên, thế là tôi đã có màu xanh ngọc. Mặc dù cái màu xanh ngọc này nó hơi đậm thì phải. Rồi tiếp tục nhỏ màu đỏ với màu vàng vào với nhau thì tôi sẽ có màu cam. Đấy, thế là sương sương tôi cũng có một cái khay tám màu ở đây rồi, cũng đầy đủ màu ra phết đấy chứ. Một nửa bên này thì là công thức một, còn một nửa bên kia là công thức thứ hai nè. Còn ở giữa thì tôi để lấp đầy cho nó đỡ trống trải mà. Tôi phát hiện ra với công thức đầu tiên thì cái bột nó hơi bị lắng ở bên dưới nên là tôi phải khuấy lại một lúc. Rồi, giờ sẽ đến công đoạn, đó chính là công đoạn test màu. Với cái sự thử màu của ngày hôm nay thì tôi sẽ dùng bộ cọ đen đỏ huyền thoại và giấy Canson cũng huyền thoại nốt này nha. Rồi, tôi sẽ thử bên khay màu với cái công thức đầu tiên là công thức phấn rôm trước. Đầu tiên là màu vàng này. Ý giời, màu lên giấy cũng chuẩn màu ra phết đấy chứ không đùa được đâu nha các bác. Màu nó hơi trơn trơn trượt trượt vì bột bột một chút thôi. Tôi nghĩ là tại vì do cái bột phấn rôm kia nó không tan trong nước lắm ấy. Có hai cái màu mà lên tôi rất thích đấy chính là cái màu xanh nước biển và cái màu đỏ này này các bác. Trời ơi, tôi không ngờ cái màu đỏ lên lại đẹp như thế này đâu. Ôi tội, nhìn cái màu đỏ nó hơi thiên về màu cam một chút và mùi thì cũng rất thơm nha. Lên giấy để khô nó vẫn thơm mùi phấn rôm em bé luôn. Tiếp đến sẽ là cái công thức thứ hai. Công thức này thì là công thức bột mì và muối. Màu lên nó có vẻ không đậm nét bằng cái công thức với bột phấn rôm kia các bác ạ. Cả tôi thử lên giấy tôi cũng cảm thấy nó trơn hơn nữa, mặc dù đây là cái giấy vẽ màu nước nó rất ăn màu nha. Tôi nghĩ là do bột với muối ấy, tại vì khi các bác hòa tan bột với muối thì nó cũng tạo cảm giác trơn trơn rồi mà. Khi màu nâu kia kìa thì ra màu hồng phớt rồi nha. Còn màu cam thì tôi thấy nó ra cái màu hồng giống màu hồng để tô da người. Tôi nghĩ là với cái màu công thức thứ hai này để khô rồi tô khoảng 1-2 lớp nữa lên thì màu nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà cũng khá là ok đấy các bác. Đáng để thử, đáng để thử. Rồi, tiếp đến tôi sẽ thử sử dụng cái màu mà tôi vừa chế để mà vẽ một cái bức tranh sương sương nha. Cái tranh này thì tôi không lên ý tưởng trước hoặc là không phác phác gì trước đâu, cứ đặt cọ là vẽ thôi, tại vì tôi muốn thử màu là chính mà.
Trời ơi, ẩu nha bà. Đấy, như các bác đang thấy thì tôi đang vẽ hai ngọn núi. Tiếp đến tôi sẽ lấy cái màu xanh ngọc kia để vẽ một đám mây trời bên trên. Bây giờ tôi sẽ xế qua một lượt để cho hai ngọn núi và cái đám mây kia nó khô đi rồi tính tiếp nha. Mùi thì vẫn rất là thơm, mùi phấn rôm trẻ em. Sau khi sấy cho hai cái màu kia nó khô rồi thì tôi tiếp tục lấy cái màu xanh đậm. Màu xanh này là cái màu xanh ở công thức bột phấn rôm với các bác. Tôi sẽ tô thêm một cái lớp mây nữa ở bên trong lớp mây màu nhạt. Rồi lấy màu nâu. À, màu này không phải là màu nâu, là màu phớt phớt hồng mới đúng. Để tô con đường ở giữa hai ngọn núi. Ở phần giữa thì tôi vẫn thấy hơi trống nên là tôi vẽ thêm một ngọn núi màu vàng, chấm thêm màu cam ở trên đỉnh núi nè, thêm mặt trời, rồi thêm một đám mây màu hồng nữa. Màu này tô lên nhìn hơi nham nhở nha các bác nhở. Nhưng mà không sao, tôi vẫn cảm thấy thích tại vì kiểu như là màu do mình tự tạo ra ấy. Sau khi màu nó khô hết hoàn toàn rồi thì nó cũng bám vào giấy khá là tốt nha các bác. Nó không bị bở hay là bị rơi bột ra đâu. Đây là tôi đang thử trên giấy, còn thử trên các chất liệu khác thì tôi chưa biết. Để cái tranh này nó bớt nhạt nhẽo thì tôi sẽ lấy màu dạ là xanh đậm như kìa để tô lại nét cho nó, rồi thêm một vài chi tiết hay ho cho mấy ngọn núi. Vẽ thêm mấy con chim nó bay trên trời rồi tô lại nét cho đám mây để nhìn nó rõ ràng hơn. Trời ơi, nhìn cái bức tranh nó xấu thật sự luôn ý. Đây là màu mà tôi để qua đêm rồi này các bác. Khi phần màu với công thức bột phấn rôm ấy thì tôi thấy nó bị đông vào rồi. Như các bác thấy tôi ấn tay nó còn không dính màu vào tay luôn. Nhưng mà tôi nghĩ cái này cho thêm nước rồi khuấy một lúc thì nó lại như bình thường à. Còn công thức màu bột mì với cả muối thì nó hơi xe xe vào một chút thôi, ngoáy thì nó cũng lại như bình thường. Đấy, thế là từ ngày hôm nay tôi đã tự biết chế màu rồi nha. Ôi giời ơi, mì Ôi, nếu thích video này thì các bác nhớ like và chia sẻ cho tôi nha. Còn chất liệu nào hay ho hay là còn thử thách nào muốn tôi thử thì các bác nhớ bình luận bên dưới cho tôi biết. Hoặc là có thể tag tôi ở trên TikTok hoặc Instagram. Đừng quên nhớ theo dõi để mỗi lần tôi theo dõi là các bác liền và lập tức. Love you, chuuu.